xin chào cả nhà đã trở lại với chương trình của việt du TV hôm nay tối 13 tháng 3 như vậy là tối nay chúng ta vừa xem xong cái buổi phỏng vấn của ông vũ hoàng lăng trên đài phố mới với tiến sĩ luật cho đỗ vinh ông cho đỗ vinh là luật là tiến sĩ luật cũng như là nghị viên của thành phố ganderel thành phố Rô là thành phố nằm kế bên với thành phố westminster và đông dân hơn với thành phố westminster tuy nhiên thành phố à, cũng có rất nhiều người việt tuy nhiên cái chuyện chính chiến chính trường nghị sự ở đây rất là yên bình so với cái những cái sự đấu đá trong cái thành phố westminster rất là lộn xộn ông joe Đỗ vinh cũng là người đó tham dự cái sự kiện va ba cách đây và vài tuần và đã làm cho cộng đồng người Việt đặc biệt tại Nam California đã nổ sóng khi chỉ trích những người mà trong cái phe nhóm mà gọi là phe nhóm hay băng đảng của ông à, bố già Trần Hải Văn và à, dân biểu à, tiểu bang à, Chí Tạ cùng như ông à, thị trưởng Trần Chí Nguyễn cũng như ông à, phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn cùng với hai youtuber à, gọi là chống cộng à, chống cộng uh, kịch liệt ra phải không uh, là trần nhật phong và chú huy đã đi đến uh, cái sự kiện va ba này và ông chúng ta nghe rõ ràng là ông cho Đỗ vinh nói là ông đã không có ông đã là một người làm việc độc lập và không có uh, không có sự liên hệ uh, đặc biệt nào với uh, với cái nhóm này và và cũng như là những cái mối quan hệ bình thường khác thôi chứ không phải phô nhóm thân hữu hay là bạn bè gì đối với nhóm này và ông đa nói là ông đa là một người làm việc độc lập và không có liên hệ về nhóm này và uh, trong cái sự việc qua ba đó thì chúng ta thấy những người trong uh, ông joe dovin là một người uh, nghị viên từ nam california uh, là một người đã lên trả lời cho phố bomsa tv một kênh uh, trung lập và ông đa đã, đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng mặc dù những người trong uh, trong cái phe nhóm của ông uh, dân uh, ông trần thái văn ông trần thái văn thì đang ứng cử cho vị trí giám sát viên của quận cam uh, orange county và ông ông trần thái văn đã cùng phái đoàn là ông Chí tạ thì chúng ta ông thấy ông Chí tạ chưa lên uh, chưa lên uh, uh, trả lời hoặc đưa ra những cái phát biểu về cái việc ông ta À... Uh, Uh, đi cái sự, kiện, uh, cái sự kiện cái sự kiện cái sự kiện à va ba khi mà nhiều người trong cộng đồng cũng như những người mà ủng hộ những cái người uh, trong cái dịch dân cử của ông uh, Chí Tạ hay ông Trần Chí Nguyễn Hồng Nông Quang đưa ra những tuyên bố là uh, gọi là chống cọc rất là cực liệt gọi là lằn ranh chống cộng. <laughs> đương nhiên họ lại đi đến một cái sự kiện mà có À, có sự bảo trợ của những công ty à, Mà trong đó có việc đặc biệt là vietnam Airlines Có sự à, vốn, có họ vốn 90% là của nhà nước Cộng sản Việt Nam Thì làm cho được bất bình Tại sao là làng canh trúc à, Khi mà đi à, lấy phiếu của người dân Đặc biệt những người văn ở thành phố Manchester Thì luôn miệng, luôn mồm nó tự xưng Là chống cộng và để kiếm phiếu Nhưng mà khi là, là đã lên có cái cái, cái, cái vị trí của mình rồi thì phản bộ lại cái lời hứa cái uh, lời hứa của mình đối với cử tri cử tri đây là những người đã bỏ phiếu cho những người này khi nghe lời của những người này để bỏ phiếu cho họ Đó. nhưng mà họ lại phản bộ lời hứa của những người dân đặc biệt là những người dân uh, đại quân bốn ủng hộ và bỏ phiếu cho những gì những người này đã đưa ra và chúng ta thấy là À, hôm qua thì có ông ông trần thái văn đã lên kênh của công việt phay tv là một cái kênh một cái kênh uh, uh, truyền truyền hình địa phương ở đây và cũng là một cái kênh uh, youtube để nói về cái gọi là đây là cái gì Cái, <laughs> cái... cái kênh của <laughs> just meda <Made Downless> network <laughs> có just nói like là luật uh, sư trần thái văn À, bạch hóa bạch hóa à, của à, bạch hóa sự phá hoại của truyền thông thân cộng ở thủ phủ tị nạn nước tôi Sài Gòn ở chúng ta thấy đây, đây đây là cái sự lấp liếm và cũng như là đổ lỗi cũng như là chụp mũ cho những người làm truyền thông đặc biệt đây là à, đặc biệt đây là à, những người làm truyền thông à, truyền thống đã bao nhiêu năm nay như là ông đội ông tổng biên tập báo người Việt đồng đội dũng đã đưa ra báo À, nói lên, à, là cái đàn đàn quốc cộng à, của những người này những người mà luôn tuyên bố là chống cộng hoặc là để để lấy phiếu cũng như là lấy cái sự ủng hộ cũng như là lấy cái tiền à, ủng hộ của những người à, gọi là à, nghe lên những cái tuyên truyền của những người này thì cũng như là những cái kênh như là phố Mosa TV và anh uh, Just uh, là trên uh, trực TV của anh uh, anh Minh Giang <laughs> và chúng ta thấy cho thấy là à, những người à, dân biểu trong cái phái đoàn đó trong cái phe nhóm đó họ không có xin lỗi cộng đồng mà họ tìm cách lắp liếp và đổ đổ lỗi đổ, đổ tội cho những người làm truyền thông mà đã khai đã đưa thông tin cho vụ này À, ví dụ như à, anh Phu, anh lân bố Bông San TV có mặt ở Ba là chuyện một người làm truyền thông đưa tin tức là chuyện rất là bình thường à, là một người làm truyền thông à, đa chiều à, chung lập thì phải đưa đi những cái sự kiện cả hai bên bên này bên kia để đưa ra cho cộng đồng và đưa ra không phải cộng đồng ở hải ngoại cộng đồng của trong nước cũng như là ở trên toàn thế giới biết được những tin tức à, cả hai bên và cover tất cả những thông tin theo đúng à, những cái thông tin mà sự thật và tôn trọng sự thật à, thì chúng ta thấy ông 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 luật sư ông luật sư trần thái văn đã ông lắp lắp liếm như này chúng ta đều Nhưng nghe cùng coi những cái cơ quan truyền thông mà họ nói là họ đang phục vụ cộng đồng mà họ lại có những cái bài báo viết có cái tính chất xuyên tạc thiên vị là và cái danh từ trẻ đó mà còn xuyên tạc nữa thì cái chuyện này chúng ta không thể nào chấp nhận được thưa quý vị cảm ơn luật sư trần thái văn rất nhiều với thời gian mà ông đã bỏ ra để trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và chúng tôi hy vọng là tất cả những ý kiến vừa nêu nếu quý vị cử tri hoặc là quý vị thính giả có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi muốn đặt ra thì có thể liên lạc trực tiếp với luật sư hay không ạ à, bao giờ cũng được thưa anh không riêng dạ. gì với cá nhân tôi nhưng mà tất cả các vị dân cử tại đây à, chắc chắn rằng là là cái mục tiêu tối hậu à, cũng như là cái nguyện vọng tối hậu của các vị dân cử à, đại diện cái tiếng nói và quyền lợi của cộng đồng Việt Nam của chúng ta khi mà nói đến cái vấn đề à, không chấp nhận cái chủ nghĩa lý thuyết cộng sản đó, cái việc đó là nó rõ như ngày với đêm chứ những cái bài báo hoặc là những cái kênh YouTube, trên các mạng xã hội trong những ngày gần đây đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, đó, đó là chỉ là những cái nỗ lực và những cái nỗ lực là này đó cũng sẽ thất bại mà thôi thôi. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn một lần nữa và xin chúc ông thật nhiều sức khỏe và chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều chương trình sắp tới thưa luật sư. Lại có những cái bài báo viết có cái tính chất xuyên tạc để mà đánh thêm toàn kết, mà, mà ra người ngoại quốc, thì bài báo có viết như thế này: đây là những người luôn luôn hô hào bỏ phiếu để thông qua nghị quyết hoặc là tham dự các cuộc tuần hoành và biểu tình chống chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay và thường tham dự các sự kiện cờ vàng ba sọc đỏ hoặc là đeo lá cờ. là, cớ là ông, ông và khi mà tờ báo này đưa ra những hình ảnh như thế này và cũng như là kết hợp với những cái uh, sự bảo trợ của hai công ty ở Việt Nam Airlines cũng như là Vinfast, thì uh, họ muốn nhấn mạnh một cái điều là tất cả những quý vị có vẻ thì đã quay mặt lại với những cái điều mà quý vị đã từng làm trước đây. Thế để trước khi kết thúc chương trình thì luật sư trình bày điều này như thế nào? Dạ. dạ xin phép anh hai điều và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị à, hai điều đó và rất cảm ơn anh đã đọc cái cái một cái đoạn văn đoạn viết của cái tờ báo này, ok? và dạ. Mà anh nói rất là sai. Thứ nhất, ok, rất là sai là như vậy. À, thứ nhất đó là chắc chắn chắc chắn rằng đó là không có một vị dân cử nào và thay đổi lập trường hay là đổi màu hết và đó nó trở lại với cái danh từ mà chúng tôi nói là cái tờ báo cái bài viết này nó nhập nhằng đánh lận con đen nhập nhằng thưa quý vị nhập nhằng là họ muốn nói rằng là ô có vinfast hoặc là có việt nam airlines có hàng không việt nam thì bởi vậy nên mấy ông dân cử này mà có đến hơn 50 dân cử nhưng mà họ chỉ muốn đem ra ba bốn ông mà thôi để mà họ đánh phá ok mình thấy cái, cái, cái việc này khá rõ không riêng gì với bài báo này nhưng mà chúng ta thấy ba bốn ông dân cử là từ nam california à, chứ không thể có thể nói được những như những người dân cử như à, à, biên trần ở bắc cali rồi thành phố à, là ông anthony anthony nguyễn một một nghị viên rất là trẻ trẻ một trong người trẻ nhất trong những người, người nghị viên mà khoảng hai mươi hai mươi bốn tuổi mà mình cũng bị trúng đó hoặc cũng không tài năng của này nhưng mà những người này ra cánh cử họ không đưa ra những thông điệp là chống cộng là gây gắt hay là chống cộng cụi mà họ chủ yếu là đưa ra cái nguồn gốc là những người à, tị nạn và họ đưa ra những thông điệp là xây dựng nên những à, cho cộng đồng trong cái thành phố họ họ làm nghị, nghị viên đó, là những vấn đề những cái vấn đề trong trong thành phố đề kinh tế về uh, về vô gia cư hay là những vấn đề về kinh tế và họ giải quyết vấn đề đó chứ họ không, họ không dựa vào những cái vấn đề mà dựa vào cái những cái mối uh, gọi là dựa vào chống cộng cùi để lấy lấy phiếu như những cái người dân biểu này thì những người mà chỉ trích hay là những cộng đồng chỉ trích là những người này họ lấy cái việc chống cộng cùi là kiếm phiếu đó là cái việc đó khi mà họ nói là họ không có đàn danh quốc độc nhưng mà họ lại đi đi đến một cái uh, sự kiện va ba mà có sự bảo trợ của uh, một công ty của mà uh, có danh uh, có, uh, có 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 uh, của là 90% mươi phần trăm là uh, doanh nghiệp mà của nhà nước và đầu tư tiền của nhà nước việt nam thì uh, rõ ràng là họ đi ngược lại những gì họ cam kết với cử tri của họ đó là thì chứng tỏ là những những gì họ nói là những lời nói dối đó là họ phản bội là những cái gì họ nói đó là đây là sự bức xúc do những người cộng đồng tại Nam Cali và những người đã bỏ phiếu cho những người này đó là lý do chứ không phải là bốn à, người đến năm người người dân biểu mà họ à, những người cộng đồng ở đây họ không có nói đến những người khác mà chỉ nói những người này vì họ lợi dụng điều đó những cái bài báo trong quá khứ cũng vậy chỉ nhắm vài người mà thôi cũng tờ, từ tờ báo này mà ra chúng ta đều biết hết chứ không có họ không có không rồi có... ông ông chúng thấy là rõ ràng ông Trần Thái Văn không có một cái thái độ nào xin lỗi cộng đồng hay là để giải thích cái việc mình tham dự đó và trong cái phe nhóm ông ta à, tham dự mà chỉ chỉ là lấp liếm đổ lỗi cho những người làm truyền thông à, của như là bà anh ông Đỗ Dũng của báo người Việt hay ông Vũ Hoàng Lân của phố màu sa tv mà lắc là lắm liếm không có cái thái độ để xin lỗi về những cái gì mình đi ngược hoặc là nếu mà mình đến đó mình thấy mình không biết uh, việt nam airlines hay là vinfast nhưng mà mình vào đó mình thấy mình có thể bỏ về vì có những hai chiếc xe trước trước cái sự kiện đó và bên trong rồi có hình cô gái uh, tiếp viên hàng không của việt nam airlines cho nên cái việc mà lắp liếm như vậy thì càng làm cho uh, việc nói dối này nó rất là chờ chẽn chúng ta trở lại với sự kiện cái buổi phỏng vấn vừa rồi của anh lân bố hồng lân với ông ông tiến sĩ Joe đỗ vinh và chúng ta thấy ông Joe đỗ vinh đã cũng đã bước vào đã nó rõ ràng là ông ta tách bạch cái việc ông ta đi và cũng như vai trò của ông ta đối với nhóm này là ông ta không có liên hệ về đối với nhóm này cho thấy là ông ta không không muốn cái sự dính dáng và ông ta cũng đã uh, lên và cũng có thay đổi chân thành xin lỗi những gì mà ông ta không biết đúng không ông ta đến đó ông ta không biết và có một số điểm chính như thế này là ông ta nói ông ta rất là nói rõ rõ ràng là ông ta không đi nhưng mà ông ta chưa từng và ông ta không có biết mà cái biết sự kiện đó qua cái nhóm của Trần Thái Văn và và chí tạ cũng năm quan và chính Trần Nhật Phong đã giới thiệu cái sự kiện này và giới thiệu cái ban tổ chức này cho ông Trần Đỗ Vinh À, chứ ông ông ta không viết và sau đó thì ông ta đến và ông ta cũng và uh, cũng nói rằng uh, ông David Dương cần phải làm rõ ra những cái nhà tài trợ như thế nào nhưng ông Joe Vinh đã nói rõ ràng là ông ông Vinh uh, à, trong những cái chiến dịch tranh cử ông ta không hề nhận những cái tiền đóng góp lobby từ ông uh, David Dương và ông ta không nhận được ăn huệ từ từ David Dương hay ông công ty của ông ta và ông ta có nói về vấn đề về lobby chính trường của công ty ông david dương và công ty của ông david dương trong chính trường ở đây và những dân cử ở đây có nghĩa là những người dân cử như trần thái văn, Chí tạ, cho uh, đến nguyễn nam quang đã nhận tiền từ lobby từ ông david dương uh, và công ty của ông david dương là ông david dương có làm việc uh, công ty ở việt nam và có uh, có kinh doanh và có lợi nhuận ở Việt Nam thì dĩ nhiên là có chịu ảnh hưởng từ những cái lợi nhuận kinh tế mà ông David Dương uh, tài trợ cho những dân cử này thì dĩ nhiên cái có, có qua chúng ta biết là có phải có qua và có lại uh, dĩ nhiên ông David Dương cho tiền cho những dân cử này thì những dân cử này sẽ làm cái việc có lợi hay là qua thông qua những cái chính sách nào đó hoặc lên tiếng nói là đó có lợi cho 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 ông David Dương thì rõ ràng nó no, nó no bị complete là có nghĩa là những người này là gọi kêu gọi là chống cộng chống cộng uh, chống cộng kiếm phiếu vào và chống cộng cùi uh, nhưng mà bây giờ uh, bây giờ thực sự là uh, sau từ ba ba này uh, cộng đồng đây cộng đồng ở đây mới thấy nhận thức được những người này thực sự là vậy và họ đang làm cái việc mà uh, uh, kêu gọi cái việc mà chống cộng để kiếm phiếu cũng như là À, đánh phá à, cái, những cái người à, bắt bất đồng ý kiến hay là những cái đối thủ chính trị của mình trong những cái chiến dịch tranh cử như bà Kim Minh Hồ chẳng hạn chúng ta thấy rõ ràng về điều đó và cái điểm thứ hai mà ông Châu Đỗ Vinh nói trong cái sự kiện à, cái buổi phỏng vấn vừa rồi là đó là ràng làng danh quốc cộng và ông ông Châu Đỗ Vinh à, đã nói là ông ta hoàn đồng không đồng ý và À, lên án cái cái làng làng danh quốc cộng này của những người mà mà đặt ra cái làng ranh quốc cộng này chỉ để làm lợi cho cho chính họ cho cá nhân họ cho cho phe nhóm của họ à, chúng ta thấy rõ ràng à, cái làng ranh quốc cộng này là những trong cái phe nhóm cũng cần thấy văn hay chỉ tạ à, hay là cho đi nguyện hay là nam quan à, đưa ra dụng để 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 à, làm lợi cho phe nhóm của à, của họ đó là trong những cái chiến dịch tranh cử họ sẵn sàng chụp mũ cho uh, cho những đối thủ chính trị uh, để uh, để có lợi cho cái ứng cử viên của mình cũng như cho cái hoạt động tranh cử và làm chính trị của cá nhân và cho cái phe nhóm của họ đó là những gì mà ông Trô Đỗ Vinh đã chia sẻ trong cuộc vụ vấn vừa rồi đó là hai điểm chính cũng như là chúng ta thấy câu hỏi của À, anh vũ hoàng lân nói về việc à, youtuber trương quốc huy à, nói về việc là đốt hai cái xe của à, của vinfast nếu mà anh ta lấp liếm khi mà nhiều người lên án với việc anh ta à, tham dự vba à, và và chính sao ông cho đỗ vinh cũng đã khẳng định là những người mà dân cử từ à, những người tham cử mà tham dự ở đây kiếm kiếm sự tài trợ cũng như đã nhận sự tài trợ của ông David Dương, ở trong đó có những người dân cử ở Nam California Và chúng ta thấy rõ ràng là những cái clip mà ông Charlie Nguyễn nhận những cái 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 uh, cái uh, gói tài trợ trong cái chiến dịch tranh cử của ông Charlie Nguyễn. Ông David Dương đã đưa ra và đã nói là uh, khi mà ông ông Charlie Nguyễn gây quỹ các bạn thì ông ta sẽ mass có nghĩa là uh, gây quỹ được bao nhiêu thì ông ta sẽ cho 50 ngàn, thì ông ta cũng sẽ cho 50 ngàn Đó là một số tiền rất lớn trong chiến dịch tranh cử. À, như vậy là à, những cái người này à, họ nhắc nó là cái tiền lắp bi từ ông à, David Dương và công ty tập đoàn của ông David Dương rất là nhiều. Và chúng ta thấy rõ ràng là khi mà ông à, khi Junpa Chú Huy nói là sẽ đốt hai cái viên pháp này để lấp liếm cái việc mình có mặt ở đây, đi ngược lại với những người mình tuyên bố và mình à, mình mình, mình à, nói là mình chống cộng, nhưng mà thật ra đây là chống cộng cùi kiếm tiền, kiếm cơm và ông cho điểm Vinh ông ta là một người là một tiến sĩ luật là người là nghị viên thành phố An Nội một người am hiểu rất là luật mà ta nói những cái gì à, chú huy nói chỉ là những lời nói xạo vì nếu anh ta nói được thì anh ta làm được anh ta nói đốt thì anh ta đốt đi và anh ta đốt thì ta anh ta sẽ à, sẽ nhận được những cái gì anh ta sẽ chịu những hình phạt như thế nào anh ta sẽ đối phó được những cái gì à, đối với pháp luật bị à, nói được thì làm được còn không nói, còn nói mà không làm thì chỉ đó là những người đó xạo. Chúng ta thấy anh ta nói xạo chỉ là lấp liếm cho những gì anh ta làm anh ta nói trên truyền thông, anh ta chống cộng rồi, chống uh, vũ vật xương tên rồi đi uh, cùng với Trạch Trọng Phong đi đánh phá và uh, người này, những uh, cơ sở kinh doanh này cơ sở kinh doanh khác, rồi uh, uh, Bảo Kê bên này, Bảo Kê bên kia. Một một là YouTuber rất là gọi là một, một 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 ngàn bảo kê bảo kê trên mạng các bạn và chúng ta thấy rõ ràng là uh, ông cho đối bên nói là mặc dù những lời nói uh, của chữ Huy uh, không làm nhưng mà những gì anh ta nói trên trên YouTube là có thể là sẽ đối diện những gì pháp lý và đã và đang bị lên án và có thể đối diện với pháp lý và chúng ta thấy rõ ràng là À, đây là những điểm chính mà ông Joe Vinh một người đã tham dự cái ba, ba và ông ta nói ông ta không liên quan đến nhóm của ông à, Tư trước giờ ông ta là không liên quan và ông ta làm việc độc lập và chúng ta thấy rõ ràng ông ta là cũng một người rất là à, một người rất là chính trực và ông ta dám nói à, ông ta dám làm và ông ta dám lên tiếng để xin lỗi và cũng như là làm rõ sự việc và chúng ta thấy rõ ràng là ông ta nói là ông ta đi lên nhưng mà không phải À, đi về cái sự kiện ba ba đó nhưng mà không nghĩa, không có nghĩa là những gì người nào làm sai ông ta cũng tiếp tay làm sai và ông ta ông ta cũng giải thích rất rõ ràng và cũng thấy rằng ông ta cũng đã giải thích và xin lỗi đó là điều rất là rất là à, một người làm chính trị là một người làm sai biết lỗi xin lỗi đó là chuyện bình thường mà những người mà lấp liếm và rồi đổ lỗi cho người khác rồi là những gì mình nói À, để à, kiếm phiếu mà đi lại ngược à, phản bội những cử tri đã bỏ phiếu cho mình thì thật sự đó, chúng ta bây giờ cộng đồng đã biết rất là rõ và đã lên án rất là nhiều đây là một số thông tin cho cái sự kiện 33 và những cập nhật mới nhất cũng như là bình luận trên những gì ông Châu Đỗ Vinh tiến sĩ luật và là nghị viên của đội 4000 Road vừa mới chia sẻ xin cảm ơn cả nhà xin chào tạm biệt và kiếp này cũng hơi dài rồi xin cảm ơn cả nhà và xin À hẹn lại một clip sau. À xin qua và xin chào đại làm việc.